Rồi, xin chào các bác nhá, xin chào các bạn nhá. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn, giới thiệu tới các bác một cái sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm này thì không có ở Việt Nam các bạn nhé. Tôi quay sát dưới ống kính thì các bạn sẽ đoán được đây là con gì rồi đúng không? Đấy. Đây chính là con kỳ đà sấy khô của Malai nhé. Hàng này không phải của Việt Nam mình đâu các bạn ạ. Đấy, thì những cái hàng sấy khô này thì được một số người đi lao động ở Malaysia xách về đất nước, có rất nhiều các cái con kỳ đà này. Để quay sát một chút nữa các bạn nhìn thấy con kỳ đà này, các bạn giới thiệu các bạn nhé. Con kỳ đà này còn nguyên toàn bộ nhé. Đầu là một này. Đấy. Phía trước này, chi trước này, hai chi trước này còn nguyên này. Rồi hai chi sau này còn nguyên này. Hai chi sau còn nguyên này. Đuôi còn nguyên này. Đấy nhé. Rồi tôi sẽ lật ngược con kỳ đà này các bạn xem. Đây. Con kỳ đà này thì được người ta mổ toàn bộ phía bụng này ra, lấy toàn bộ nội tạng ra nhé, trừ cái mật nhé. Tôi thì cũng chưa cắt thử một con kỳ đà này ra để xem mật nó còn bên trong không, nhưng mà theo như người ta giao hàng cho tôi thì người ta nói là trong này vẫn còn nguyên cả cái mật cả con kỳ đà phía trong này. Rồi thì sẽ có một video nào đó tôi sẽ cắt riêng cái con kỳ đà này ra cho các bác và các bạn xem nhé. Rồi thì đây là cái con kỳ đà còn khô nhé, sấy khô các bạn nhé. Cái trọng lượng cái con kỳ đà này thì sau khi sấy khô rồi thì còn rơi vào khoảng tầm 300g các bạn nhé. Đây cũng là một cái loại kỳ đà sấy khô loại nhỏ, còn có những loại thì lớn hơn. Nhưng trong cái buổi quay hôm nay thì rất tiếc là con kỳ đà khô sấy khô lớn thì chúng tôi không có ở đây. Các bạn nhìn kỹ nhé, cái con kỳ đà này là cái còn nguyên cả móng nhé, chân còn nguyên đấy nhé. Tất cả con kỳ đà này đấy nhé. Thì có một số người đặt hàng tôi là cái con kỳ đà còn phải nguyên cả cái chân này, toàn bộ cái phần phía dưới này được dùng để lấy để chữa bệnh, nhưng mà đây là thuộc bí mật gia truyền cho nên tôi không biết là người ta dùng để làm gì. Thì các bác nào có biết cách sử dụng cái phần này thì các bác hãy comment vào phía dưới của cái video này nhé, để chúng tôi biết được, hoặc là các bác có thể điện trực tiếp cho chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932340345 này, để chúng tôi biết được là cái cách dùng cái phần phía dưới chân của con kỳ đà này để chữa bệnh như thế nào. Nghe nói cái bệnh đấy thì dùng để chữa bệnh động kinh, hoặc một số người nói là phải dùng cái phần đuôi này. Đấy, hoặc một số người bác nữa thì nói là phải dùng cái phần mật cái con kỳ đà, rồi lưỡi con kỳ đà. Thì chúng tôi trên cơ sở của chúng tôi thì có đầy đủ mật, lưỡi và đuôi nha các bác nhé. Đây, trên màn hình các bác đang xem đây chính là mật cái con kỳ đà nha các bác nhé. Đấy, mật con kỳ đà này. Đấy nhé. Đây, cái tay đây đang cầm này. Và đây là lưỡi con kỳ đà này các bác nhé. Đấy, lưỡi nhé. Rồi. Thế còn các bác nào muốn sở hữu những con kỳ đà còn nguyên bản như thế này, còn nguyên cả chân này, đầu này, đuôi này và lưỡi thì đương nhiên là lưỡi ở trong này thì vẫn còn nhé các bác nhé. Lưỡi của con kỳ đà là vẫn còn nguyên. Rồi cái phần gì nữa? Rồi phần mật. Đấy, ở trong bụng này vẫn còn nguyên. Thì con kỳ đà này rất là cứng các bác ạ. Rất là rắn. Thì các bác có thể dùng cả cái con kỳ đà này nhé, các bác ngâm rượu nhé. Ngâm rượu cả con kỳ đà này không sao cả các bác. Rồi. Rồi các bác có dùng cả con kỳ đà để làm thuốc như tôi vừa nói, là dùng nguyên phần chân này, phần đuôi này. Đây là cái theo bí truyền. Chúng tôi chỉ giới thiệu sơ bộ về con kỳ đà này như vậy thôi. Bác nào có nhu cầu mua con kỳ đà này, hoặc là mua lưỡi, hoặc là mua mật cái con kỳ đà này thì các bác liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932340345 nhé. Xin nhắc lại với các bác là cái mật, lưỡi và con kỳ đà này là hàng khô nhập từ Malaysia về các bác nhé, không phải là hàng của Việt Nam. Rồi về cái chất lượng thì các bác yên tâm, cái mật kỳ đà này chúng tôi đã bán được rất lâu trên các cái trang web cũng như các kênh YouTube và cũng đã có những cái phản hồi rất là tích cực. Tuy nhiên rằng một số bác thì cũng hay hỏi về cái cách sử dụng cái mật này. Thì hôm nay tôi xin nói thêm về cái cách sử dụng của cái mật kỳ đà này. Thì là đối với những cái trường hợp mà cháu bé thì các bác nên chia làm tầm một cái mật này thì các bác nên chia làm 6 phần, uống trong 3 ngày, mỗi ngày 2 lần. Mật này thì nó hơi đắng, các bác có thể cho vào một chút mật ong và hấp cách thủy xong đó để cho cháu bé uống nhé. Rồi cái phần lưỡi này thì để phần lưỡi này sử dụng đơn giản nhất thì các bác cứ cắt nhỏ ra, xong rồi các bác cho vào chảo, các bác rang cứng, rang lên nó giòn lên thì các bác giã nhỏ ra dán bột thì cho vào cháo cho cháu bé cũng được. Còn đối với người lớn thì chúng ta có thể dùng để ngâm rượu hoặc là dùng trực tiếp. Đặc biệt là các bác nào có nhu cầu mua cả con cái kỳ đà khô này về ngâm rượu thì chúng tôi cũng sẵn sàng nhé, và hoặc là chữa bệnh. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác nhé. Rồi 0932 340 345. Cũng mong các bác và mọi người xem video thì cũng sẽ đóng góp cho chúng tôi để chúng tôi biết được cái các cái tác dụng của cái con kỳ đà này. Và các bác nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn được cập nhật được những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé.